Chào tất cả anh em, mình là tiếp tục lên một mặt hàng sưu tầm phải nói là cực độc gậy đó anh em. Đợt này mình giới thiệu cho anh em về cái mẫu music box, là gọi là hộp nhạc đến từ hãng Sankyo của Nhật. Hàng này là hàng của Nhật sản xuất nha anh em. Một cái mẫu chuyên để anh em ta về sưu tầm mua tặng cho bạn gái hoặc tặng cho người thân yêu của mình. Đây là một cái mẫu music box, nó là dạng lên dây cót bằng tay để phát ra tiếng nhạc. Đó, hàng của Nhật nó làm một cái nói là trình độ thủ công cơ khí của Nhật nó phải nói đẳng cấp. Đó, mình chút nữa mình sẽ test một cái bài cho anh em nghe. Đó, cụ thể thì cái hộp này là nhạc này là nó rộng là 13 phân, bề ngang của nó là 10 phân nha anh em. Đó. Trong này là một cái bộ máy cơ khí để phát ra âm thanh. Bây giờ là mình sẽ test nhẹ một bài đó anh em nghe nhé. Đó. Cụ thể thì mình cũng có bốn bản nhạc, mình cũng giới thiệu với anh em luôn là mình có bản nhạc đầu tiên là bản Akatonbo, bản thứ hai là cái bản nhạc Nhật Ichimo Nandodom, dịch ra tiếng Việt mình là Luôn Bên Em. Bản số 3 là cái bản Memory hay gọi là ký ức ấy. Bản số 4 là bản Canon. Giờ mình sẽ mở một cái bản nhạc cho anh em nghe, mở bản Canon đi ha. Để anh em đánh giá về cái âm thanh chất lượng của cái hàng sưu tầm cực độc này của mấy anh Nhật sản xuất này. Hàng này là cái hàng để mà mua trưng bày, giờ hiện tại thì không còn nhiều đâu. Anh em xem kỹ cái bộ máy cơ khí nó đang đánh những âm thanh nè. Bản Canon. Cái thiết kế một cái bộ máy phải nói là cực kỳ tinh xảo, từng cái phím để nó gõ trên những cái thanh tạo nhạc. Phải nói là nó chuẩn đến từng cm, từng ly luôn chứ đừng nói cm, và cách phối âm của nó, những kỹ sư Nhật họ đã tính toán và làm ra một âm thanh phải nói tuyệt hảo. Và những cái hộp nhạc này là mình bán đồng giá là 2,7 triệu chưa phí vận chuyển một hộp nha anh em, nếu anh em có nhà ý sưu tầm. Hàng này để trưng bày phòng khách hoặc ban đêm để nghe thì tuyệt vời. Anh em nghe kỹ nhé, mình không nói nữa để cho anh em nghe rõ âm thanh. Quá tuyệt vời, âm thanh quá hay, chuẩn không thể tưởng tượng được. Mỗi lần nó quay dây cót như thế này là anh em nó sẽ lặp lại là cỡ tầm 10 lần đến 10 hơn 10 lần nha anh em. Cái này là do mình test clip nên không thể nào để lâu được, nó quá dung lượng anh em không theo dõi hết được. Anh em chỉ nghe lại âm thanh một lần nữa thôi. Rồi, chút nữa mình sẽ làm riêng từng bài cho anh em để anh em thưởng thức từng bản nhạc. Rồi mình tạm dừng bài Canon tại đây ha. Rồi anh em nào quan tâm cái mặt hàng sưu tầm này thì liên hệ mình, xin cảm ơn anh em.